chờ nhớ, Đầm Hữu Thành 10 tuổi. Có một lần, cha và mẹ con chuẩn bị đi ăn tiệc, thấy nó hái một đóa hoa. Cha vừa định la nó, ai ngờ nó đã cầm đóa hoa cài lên ngực áo mẹ con. Nó nói muốn trang điểm cho mẹ thật là đẹp. Hy vọng mẹ con đi dự tiệc sẽ có nhiều người khen ngợi. Cả ba người liền cười rất vui vẻ, rất tươi. Không ngờ cả hai người đó đều ra đi trước cha. Anh hai, đừng đau buồn quá. Cha, có một chuyện con nhất định phải nói ra. Anh hai và Tống Tiểu Thư đã đám cưới rồi. Hơn nữa Tống Tiểu Thư đã có giọt máu của anh hai rồi. Có thật không vậy? Những chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Họ đám cưới, nhà thờ có ghi nhận. Chị dâu có thai là do đích thân anh hai nói với con. Anh hai, có khi nào người đàn bà đó giả bộ mang thai cố tình gạt anh không? Anh hai là người thông minh, và chị dâu cũng không phải là người xấu. Con cũng trách chị dâu lớn không phải là hạng người như vậy. Tri nhân tri diện bất tri tâm, em sợ mọi người sẽ bị cổ gạt thôi. Cha, nếu đứa con đó đúng là giọt máu của anh hai, không lý nào mặc cho nó lưu lạc ở ngoài được. Vậy cũng phải, dù sao đó cũng là giọt máu của anh hai mà. Chỉ sợ chúng ta nhiệt tình quá nuôi con giùm người ta, chịu thiệt thòi cũng không biết đó anh hai. Được rồi, không cần mọi người bận tâm, tôi tự biết sắp xếp. Chị hai, cha kêu tụi em đến đón chị về. Mọi người muốn bù đắp cho tôi hay muốn lương tâm đỡ cắn trước? Chị theo tụi em về đỡ hơn sống ở đây lẻ loi một mình mà. Họ chúc các người là gia đình giàu có, còn tôi chỉ là một kẻ hèn hạ trong lòng mọi người và là người đàn bà tham hư danh. Các người không sợ sau khi tôi về nhà sẽ ảnh hưởng đến các người sao? Nếu từ đầu các người chịu chấp nhận tôi và Hữu Thành thì thực tế sẽ không ra nông nổi như bây giờ, và Hữu Thành càng không bị. Chuyện này ai nấy đều không muốn, cha cũng khó xử lắm. Tôi không muốn nghe, hai người đi đi. Chị không suy nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa con của chị chứ. Chị một thân một mình, làm sao nuôi được đứa con? Suy cho cùng, các người cũng chỉ vì đứa con thôi. Đứa con này là giọt máu của anh hai, trên dưới họ chút nhất định đối xử tốt với nó. Chỉ cần chị chịu theo tụi em về, con của người ta có thứ gì, con của chị sẽ có thứ đó mà. Anh muốn sau này con của chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc. Con của người ta có thứ gì, nó cũng nhất định phải có. Tin chắc anh hai linh thiêng ở trên suối cũng hy vọng chứng kiến đứa con ăn sung mặc sướng, không lo không nghĩ khôn lớn. Hai người nói đúng, quan trọng là giọt máu của Hữu Thành. Tôi hứa theo hai người về. Cha, vô miếu thì lễ Phật, vô nhà không biết có phải nên chào hỏi hay không. Chị hai à, mau gọi lão gia đi. Gọi tôi là tiên sinh được rồi. Chú tiên sinh. Kim bà, Kim thu xếp giùm tôi đi. Dạ bác hai. Anh hai, em dìu anh. Chị coi như ở nhà mình là được rồi. Chị hai à, đợi sau khi chị ổn định, em mới đưa chị đi tham quan xung quanh. Từ đầu thím đã sắp xếp cho cổ căn phòng rồi. Chị Quang à. Dạ nhị phu nhân. Đưa cổ tới căn phòng sau giường đi. Dạ biết. Tức là ở chung với người làm rồi. Chính ba, cách sắp xếp của thím có phải nên đàng hoàng một chút hay không? Ai, căn phòng đó vừa ngăn nắp lại gọn gàng, có giường và có mền, tuyệt đối không mất mặt đâu. Tại sao không ở phòng của anh hai? Anh hai chị hai đám cưới danh chính ngôn thuận mà. Trời ơi, thím sắp xếp như vậy dĩ nhiên có ý của thím mà. Cổ đang mang thai, leo cầu thang lên xuống như vậy lỡ động trúng thai thì sao đi? Lá bài duy nhất của người ta, lỡ bị mất thì tội nghiệp lắm. Vậy cũng phải,
Thím ba cũng vì lo cho cổ thôi mà. Hơn nữa người làm ở bên cạnh phòng còn có thể sẵn sàng phục vụ mà. Hay là ở phòng khách đi, dù sao không có ở bên cạnh có thể có người chăm sóc mà. Như vậy đúng lắm, cũng đỡ hơn ở phòng người làm. Vậy đó, nhất định ở phòng khách đi, không cần lên cầu thang cũng không sợ động trúng thai. Thím ba ha. Đừng cãi nhau nữa, cứ quyết định vậy đi. Nếu như có người phụ trách chăm sóc cổ, thím cũng vui vẻ lắng nghe thôi. Chị à, em dẫn chị vào phòng. Nếu như có nhu cầu gì, chị có việc lên tiếng. Cảm ơn cô. Em ở phòng kế bên thôi. Nếu nơi đêm cảm thấy không khỏe chỗ nào hay là cần gì thì cứ gọi cho em. Em dễ thức lắm. Chị nghỉ ngơi đi nha. Lát nữa ăn cơm em sẽ gọi chị. Vị phu nhân, lão già nói không khỏe, không xuống ăn cơm. Chị Quang à, lát nữa chị vô bếp nấu sẵn cháo trắng sò điệp, lát nữa bưng cho lão gia ăn đi. Dạ. Chị Hai, chị ngồi chỗ của anh Hai đi. Khoan đã, nếu cho cổ ngồi kế bác Hai, có khi nào là bác Hai không vui không? Hữu Nghiệp à, con xin qua một ghế đi, mọi người dời qua đi. Ê, khoan đã khoan đã. Cổ ngồi ở đây hình như không ổn cho lắm. Ờ phải, vậy tức là ngồi đối diện bác Hai rồi. Thật ra ngồi ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy thôi, không lẽ kêu cha ngẩng cao đầu ăn cơm hay sao chứ? Ăn bữa cơm mà cũng làm cho phức tạp như vậy. Thật ra là bày chuyện để làm thôi. Nay mai Hữu Ban và Minh Mẫn về lại dời nữa sao? Bởi mới nói, bộ tưởng thêm người, thêm đôi đũa đơn giản vậy sao? Thôi ăn cơm đi. Nè, chị không sao chứ? Tôi không sao. Chị nghỉ một lát hay ăn. Đang mang thai dĩ nhiên phải bị buồn nôn rồi. Minh Huệ, con có kinh nghiệm sao? Thật ra nếu thai tốt thì không có bị nôn suốt ngày. Dì à, dì nghĩ đúng không? À, phải phải. Tôi sinh hai đứa con, tôi có kinh nghiệm nhất nè. Lúc tôi mang thai Dĩ Phương và Dĩ Chính quả thật không hề bị buồn nôn nha. Lúc tôi mang thai Hữu Ban cũng vậy thôi. Ngay cả trái mơ cũng không cần nhai. À, những thức ăn hôm nay vừa nhiều mỡ lại chiên xào, đúng là không thích hợp cho thai phụ ăn. Đúng rồi, ngay cả đối mặt cũng không có hợp khẩu vị nữa. Lát nữa em kêu nhà bếp làm những món thanh đạm cho chị nha. Không cần phiền phức gì đâu. Không phiền đâu chị Quang à. Lập tức kêu nhà bếp làm những món thanh đạm ra đây. Dạ. Đang mang thai đúng là hơi quan trọng. Cho dù không đủ người làm, kẻ làm đương gia như tôi cũng phải sắp xếp người làm, chuyên hầu hạ một mình cô. Từ nay không cần mọi người bận tâm nữa, tôi sẽ ăn ở trong phòng. Chị Hai à, thật ra không cần đi ra đi vô, khẩu vị càng ngon hơn. Tôi không có tấm hình nào của Hữu Thành, thậm chí còn chưa chụp chung với ảnh. Quả thật tôi nhớ anh lắm. Tại sao anh nhẫn tâm bỏ rơi tôi? Tại sao lại bỏ rơi tôi chứ? Tại sao? Dương, Chúc tiên sinh. Sao con đưa cổ vô đây? Chúng con đi ngay.